Xin chào anh em, mình đến từ msm.vn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em một cục pin dự phòng đang được rất nhiều anh em tại Hải Phòng yêu thích. Mình bán trực tiếp tại shop rất là nhiều luôn. Đó là cục pin dự phòng chính hãng của Samsung với dung lượng 10.000 mAh và với công nghệ sạc nhanh vô cùng hiện đại ở đây nhá. Giá hiện tại bên mình đang bán sản phẩm này là 350.000. Nhưng khi anh em xem clip này, mình giảm cho anh em chỉ còn 290.000 thôi. Để mua sản phẩm này ấy, thì anh em cứ vào phần đường link phía dưới mô tả. Anh em có thể đặt hàng qua website bên mình hoặc có thể đặt hàng trên Shopee, mình sẽ ship cho anh em trên toàn quốc. Khi nhận được hàng anh em phải thanh toán nhá. Để biết chi tiết về sản phẩm pin này ấy, thì anh em cùng xem clip này với mình. Hay thì chia sẻ cho mọi người cùng mua và thích thì cho mình một like nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về bao bì và sản phẩm của sản phẩm này. Anh em có thể nhìn thấy, có thể nhận thấy một điều rất giống của Xiaomi đúng không? Đây, Xiaomi đây, Xiaomi Gen 3 của mình đây. Mình sẽ bỏ qua cục pin này một bên và tập trung vào cục pin của Samsung thôi. Anh em có thể nhìn thấy cách nó gói giống Xiaomi chưa? Mình đầu tiên là mình rất là không để ý cục pin này, bởi vì mình thấy rất giống của Xiaomi luôn. Và mình đã từng làm clip hướng dẫn anh em chọn mua pin Xiaomi ấy. Thế thành ra mình không nghĩ làm clip cái pin này. Về sau mình mới phát hiện là đây là sản phẩm của Samsung và còn chính hãng nữa, chứ không phải là sản phẩm sách tay về đâu nhá. Đây là chính hãng Samsung chuẩn 100% luôn. Ok, thì mình sẽ cùng xem đằng sau để xác minh chi tiết nha, cho anh em thấy. Anh em thấy không? Đây là một sản phẩm nhập khẩu bởi Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc. Đó, xuất xứ tại Trung Quốc anh em nhìn này. Bởi một cái công ty gì đó mà mình cũng không hề biết. Chính vì thế mình thấy rất giống của Xiaomi, hay là Xiaomi sản xuất cho nhỉ? Thực ra mình không biết đâu, nhưng quan trọng là đây là một thương hiệu của Samsung. Đó, với dung lượng được thông báo ở đây là 10.000 mAh anh em nhá. Có hỗ trợ sạc nhanh luôn và có hai cổng sạc USB cho anh em. Đấy, tất cả các thông tin thì ở dưới này. Chúng ta có thể nhìn thấy một công nghệ sạc nhanh 3.0 với đầu ra có thể lên đến 12V, 1.25A, một sạc nhanh 9.0 với đầu ra là 1.67A và một sạc thông thường 5V 2A. Đầy đủ các công nghệ sạc ở đây cho anh em thấy. Và sản phẩm này nó cũng hỗ trợ sạc nhanh ngược lại cho nó luôn. Chính vì thế mà rất là ưu việt luôn và giá rất rẻ nha. Bây giờ mình sẽ bóc hộp cho anh em xem cụ thể là như thế nào. Ok, chúng ta có thể nhìn thấy một cách đóng gói rất là giống Xiaomi đúng không? Và cái seal ở đây này, đây là sản phẩm, một sản phẩm nguyên seal luôn. Mình sẽ cắt ra nha. Đó. Đây, chúng ta nhìn thế này. Đóng gói rất là chất luôn. Đây. Đó. Ok, mình sẽ lôi ra nha. Mình sẽ lôi ra bên trong xem là như thế nào. Rất là giống của Xiaomi luôn. Ở đây chúng ta có một cuốn sách, một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Rất là nhiều ngôn ngữ ở đây. Rất tiếc là mình nhìn thấy không có tiếng Việt. Rất là nhiều ngôn ngữ nhưng lại không có tiếng Việt. Mà đây là một sản phẩm mà Samsung đặt hàng và nhập khẩu về Việt Nam. Rất là nhiều ngôn ngữ trên thế giới luôn. Công nhận là nó không có tiếng Việt thật anh em ạ. Không có tiếng Việt luôn. Ok, bỏ sang một bên vì không có tiếng Việt này. Trong này sẽ có một cổng sạc taxi. Một cổng sạc taxi vì đây là sản phẩm có hỗ trợ đầu taxi anh em nhá. Một cổng sạc taxi này. Đó, ok chưa? Và đây là cục pin, chúng ta có nhìn thấy không? Rất là giống với cục pin của Xiaomi luôn. Nhưng mà màu sắc nó cực kỳ xịn luôn. Thì phiên bản này mình chỉ có duy nhất một màu là màu bạc thôi nhá. Và chúng ta cùng nhìn qua hình thức thì chúng ta có thể nhận thấy nó khá là giống của Xiaomi đúng không? Đó, cái màu thì nó sẫm hơn anh em ạ. Cái màu này thì nó sẫm hơn, nó không trắng như của Xiaomi. Xiaomi thì có hai phiên bản màu, là một phiên bản màu trắng bạc và một phiên bản màu đen như thế này. Samsung này thì mình chỉ có một màu duy nhất là như này thôi nhá. Được thiết kế kiểu dạng bầu dục và chúng ta cầm trên tay ấy rất là chắc chắn luôn. Vỏ thì bằng kim loại rồi. Đó, sáng sáng một chút, cực kỳ sang luôn. Mình thấy cục pin này cầm thích hơn cục pin của Xiaomi khi mà cái bên trong nó làm bầu dục hơi cong hơi nhiều, thành ra cầm nó thích hơn, nó không bị cấn lắm. Và phía trên này chúng ta có thể nhìn thấy được in laser, được khắc laser là có chữ Samsung ở đây. Rất là đẹp luôn nha, rất là mịn luôn nha. Bên dưới là chúng ta có dung lượng là 10.000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh như thế này. Đó, hai phần được, đây là một khối kim loại nguyên khối. Rất là tương đồng với của Xiaomi luôn nha. Ở trên này thì chúng ta có thể thấy đầy đủ các về các chỉ số bảo vệ môi trường và tất cả các thông tin về điện tử ở đây.
Của pin này có tên mã là EPP1100C và được xuất tại Trung Quốc. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy đầu vào là cũng là hỗ trợ sạc nhanh 3.0 này, và đầu ra cũng vậy, tối đa lên đến 3A và cũng có đầy đủ dung lượng 9V, 12V và 5V sạc nhanh 3.0 ở đây. Đó, cục pin là 10 Ah, có nghĩa là 10.000 mAh đấy. Dung lượng của pin là 3.85V. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy là 38.5W đấy. Ok chưa? Đó, rất là thiết kế rất đẹp đây. Phía trên này thì chúng ta có hai cổng USB đầu ra ở đây. Và cái mình thích nhất ở cục pin này ấy, mình đã từng làm clip về cục pin Xiaomi Gen 2, chúng ta cũng biết là bạn nào cũng biết ấy, thì nó sẽ là cổng micro USB và đây nó là cổng Type C anh em nhé. Thì hiện tại tất cả các dòng điện thoại từ năm 2019 đổ đi gần thì dùng cổng USB Type C hết rồi. Cổng USB Type C sẽ là cổng USB của tương lai, sắp tới khả năng máy tính người ta sẽ dùng cổng này hết rồi. Chỉ có những điện thoại rẻ tiền thôi thì mới sử dụng micro USB. Thế nên là chúng ta mua cục pin có cổng USB Type C này ấy, nó sẽ rất là tiện lợi. Điện thoại cũng dùng hết rồi và khi mà chúng ta đi chơi chúng ta chỉ cần cầm một cái cổng Type C đi để dùng thôi, vừa sạc cho điện thoại này, vừa dùng để sạc cho pin này và cũng dùng để sạc cho các thiết bị khác được luôn. Máy tính bảng của iPad hiện tại là 11 Pro bản Pro 11 inch hoặc là những máy MacBook đã sử dụng cái cổng này hết rồi. Thế nên rất là tiện dùng luôn, chúng ta có thể dùng cổng của MacBook hay là cổng của một số máy tính bảng chúng ta sạc cho được cái cổ pin của pin này luôn, và cũng như điện thoại cũng vậy. Đó, thì chúng ta cùng nhìn đây là bên này nó có một cái thiết kế khá là giống của Xiaomi nhé. Bên này nó là nút để chúng ta kiểm tra pin và cũng là nút khởi động nguồn luôn. Đấy, chúng ta ấn này. Đó, phía này là phía đèn báo dung lượng pin, hiện tại mình còn một nửa thôi. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Được thiết kế rất là đẹp luôn, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Thì đó, rất là khít, rất là đẹp luôn này. Rất là chắc chắn luôn. Đó, về sơ sơ cục pin nó chỉ có như thế thôi. Để chi tiết nhất ấy, thì các bạn hãy subscribe kênh YouTube mình. Mình sẽ sớm giới thiệu cho các bạn một clip để mình so sánh giữa cục pin của Xiaomi Gen 3 này. Cục pin này hiện tại đang có giá trị rất lớn là tầm khoảng 600.000. Mình cũng nói qua anh em mình sẽ giảm giá cho anh em 500.000 đi. Vẫn đắt hơn cục pin này và cục pin Xiaomi Gen 2 luôn. Để cho anh em cùng so sánh nhá. Cục pin này thì nó có cái ưu điểm là nó có cổng ra USB Type-C luôn. Thế nên là những anh em nào mà đang sử dụng iPhone 11 Pro hay 11 Pro Max có cổng Type-C Lightning ấy thì chúng ta có thể dùng được cái này luôn. Hoặc là anh em sử dụng những con Galaxy Note 10 cũng có cổng Type-C, chúng ta sử dụng được cái này luôn. Đó là cái ưu điểm của cái sạc Gen 2 này. Trước pin này thì có dùng được hay không thì mình sẽ giới thiệu cho anh em video sau nha. Đó, anh em có thể chia sẻ clip này để cho anh em khác cũng biết cục pin này với mức giá rẻ như vậy. Và nếu anh em thấy thích thì cho mình một like nhá. Cảm ơn anh em đã xem clip. Chào và hẹn gặp lại anh em trong clip lần sau.